chào các bạn, hôm nay Tân sẽ quay một clip về cận cảnh cái loài chim diều hâu đó đang ăn con chuột nha. Bây giờ đây là con diều hâu nhỏ.
Lên đây về thôi, về đi. Hết luôn nè. À, xin chào các bạn, tạm biệt các bạn ha. Bây giờ tôi quay clip này thời gian bao lâu, bao nhiêu được rồi, mấy phút rồi. Để hồi quay hết cái clip mà bạn này ăn này chắc cái chịu không quá. Bạn nó mới tập ăn à. Thôi bây giờ tôi xin kết thúc clip cho chim đồ bối ăn tại đây nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau của tôi. Rồi chào tạm biệt các bạn. Nếu mà thấy clip mình hay, đăng ký kênh và like ủng hộ cho mình các bạn. Rồi hẹn mọi người các bạn. Rồi chào tạm biệt mọi người đi con. Nha. Chào tạm biệt mọi người đi. Hey.